Rất vui được gặp lại quý vị trong phần tiếp theo của bản tin sáng ngày hôm nay 30 tháng 6. Kính thưa quý vị, nhờ vào sắc xanh từ thị trường chứng khoán Mỹ phiên 28 tháng 6 và chứng khoán châu Á phiên 29 tháng 6 cũng có một phiên ngập sắc xanh. Phiên phiên chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,54%, Kospi của Hàn Quốc nhích lên 0,63%, tại thị trường chứng khoán Úc, chỉ số ADX 200 tăng 0,96%, nhờ vào đà tăng của các chỉ số phụ mãn năng lượng, vật liệu và công nghệ thông tin, Thị trường chứng khoán Trung Quốc cũng có một phiên giao dịch tích cực đầy sắc xanh, chỉ số sang tăng 0,32%. Thị trường chứng khoán Indonesia đóng cửa ngày 29 tháng 6. Tại thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của Toshiba thu hút sự chú ý của giới đầu tư, do Toshiba hoãn kế hoạch bán lại mạng sản xuất chip của hãng. Vì liên quan tới việc Toshiba muốn đưa Western Digital ra pháp luật do có can thiệp vào thương vụ này, kết phiên cổ phiếu của Toshiba giảm sâu 4,21%. Bên cạnh đó, những nhận định của đại diện ngân hàng Anh Quốc về việc có thể tăng lãi suất vào tháng tới cũng có tác động chứng an tâm lý của giới đầu tư châu Á. đây, thì tòa án tối cao Venezuela đã bị tấn công bởi một máy bay quân sự. Mặc dù chưa có những báo cáo về thương tích, nhưng cuộc tấn công này bị nghi ngờ là khủng bố trong bối cảnh Venezuela sắp tiến hành cuộc bầu cử thành viên Hội đồng Lập pháp Quốc gia vào tháng 7. Trong một tuyên bố được phát đi, ông Michael Moreno, người đứng đầu tòa án tối cao Venezuela, cho biết cuộc tấn công vào trụ sở tòa án ở Caracas được thực hiện bởi một sĩ quan cảnh sát có tên là Oscar Birer. Ông lên án cuộc tấn công này và gọi đó là khủng bố. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho những người trong tòa nhà mà còn ảnh hưởng đến cả khu vực xung quanh. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng hiến pháp, vào ngày 26 tháng 6, những người trung thành với tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã có một cuộc đụng độ với các nhà lập pháp ở bên ngoài tòa nhà Quốc hội, khiến hai nữ lập pháp viên bị thương. Theo số liệu chính thức, bạo lực tăng cao trong thời gian vừa qua tại Venezuela đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Tổng thống Maduro cũng khẳng định rằng bất chấp những bất ổn trong thời gian qua, sẽ không có gì có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử thành viên hội đồng lập pháp tham gia quá trình thành lập hiến pháp mới tại Venezuela. Với tình hình tài chính châu Âu khá ổn định thì Bộ Tài chính Đức đã dự đoán về một kịch bản tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB trong tương lai. Theo đó thì mới đây Bộ Tài chính nước này đã đưa ra bản dự thảo kế hoạch ngân sách đã bao gồm các dự phòng về viễn cảnh tăng lãi suất tại EU. Hôm thứ tư vừa qua, ông Uwe Gentzberger Bộ trưởng Tài chính Đức cho biết dự toán ngân sách nước này trong năm 2018 và kế hoạch chi tiêu chính phủ cho đến năm 2021 đã dự phòng các tác động có thể xảy ra khi ngân hàng trung ương châu Âu tăng lãi suất. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi nội các thông qua kế hoạch chi tiêu, ông Sabo đã bác bỏ những lời chỉ trích cho rằng dự định cắt giảm thuế thu nhập thêm 15 tỷ euro một năm mới được đề xuất cách đây không lâu là quá thấp. Một chính sách tài khoa ổn định và đáng tin cậy trong bối cảnh hiện tại, khi ECB có khả năng tăng lãi suất không cho phép chính phủ Đức cắt giảm thuế sâu hơn. Kế hoạch ngân sách của chính phủ bà Angela Merkel vẫn đang chờ đợi được thông qua sau cuộc bầu cử toàn quốc vào ngày 24 tháng 9 tới. Sau sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với 6 nước hồi giáo gây tranh cãi trước kia, thì mới đây tòa án tối cao Mỹ đã thông qua luật cấm nhập cảnh sửa đổi đối với công dân tới từ 6 nước hồi giáo. Đồng thời chính phủ Mỹ cũng ban hành những chính sách visa mới đối với công dân từ 6 nước này. Sắc lệnh này sẽ chính thức có hiệu lực vào 8 giờ tối ngày 29 tháng 6 tại Mỹ, tức ngày 30 tháng 6 tại châu Á. Đầu tuần này, tòa án tối cao của Mỹ đã quyết định khôi phục một phần sắc lệnh cấm nhập cảnh tạm thời từ sắc lệnh cấm nhập cảnh 90 ngày trước đó đối với dân nhập cư và tị nạn tới từ sáu nước hồi giáo. Việc này một lần nữa tạo ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận của Mỹ. Như vậy, công dân từ sáu quốc gia hồi giáo bao gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria, Yemen sẽ chịu tác động trực tiếp từ sắc lệnh này. Theo sắc lệnh sửa đổi này thì những người hiện đã được cấp visa vào Mỹ sẽ được giữ nguyên, song đối với những ứng cử viên mới tới từ 6 nước trên muốn xin visa vào Mỹ, họ buộc phải chứng minh có mối quan hệ gia đình với một trong những đối tượng sau: với bố mẹ, vợ chồng con, hoặc có anh chị em hoặc anh em rể, chị em dâu hiện đang sống tại Mỹ. Trong đó những thành viên gia đình này không bao gồm những người có quan hệ họ hàng như ông bà nội, ngoại hay các cháu. Sắc lệnh này sẽ khóa cửa đối với dân tị nạn trong vòng 120 ngày. Tuy nhiên, sắc lệnh sửa đổi này sẽ không áp dụng đối với những trường hợp có mối quan hệ pháp lý với một thực thể tại Mỹ. Chẳng hạn những người có visa học sinh-sinh viên hoặc có một thư mời làm việc cụ thể từ công ty của Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng. Sắc lệnh này sẽ kéo dài tới hết mùa hè trước khi tòa án xem xét thi hành toàn bộ sắc lệnh vào mùa thu. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF mới đây đã tuyên bố hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay, đồng thời tỏ ý hoài nghi về những kế hoạch cắt giảm thuế và tăng đầu tư cho cơ sở hạ tầng mà chính quyền của tổng thống Donald Trump từng công bố. Theo công bố mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong năm nay và năm 2018 đều chỉ vào khoảng 2,1%, trước đó trong công bố đưa ra hồi tháng 4, cơ quan này dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ là 2,3% trong năm 2017 và 2,5% vào năm sau. IMF nhận định nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng hàng năm là 3% như tuyên bố mà Tổng thống Donald Trump đưa ra trước đó. Thế đó, tình trạng già hóa dân số khiến sản lượng của các ngành sản xuất đều không đạt được mục tiêu tăng trưởng là một trong số những vấn đề mà bản đánh giá kinh tế Mỹ hàng năm công bố. IMF cũng tỏ ra không mấy lạc quan về những dự báo tăng trưởng trong dự thảo ngân sách của chính phủ Mỹ, đồng thời cũng bộc lộ hoài nghi đối với kế hoạch cắt giảm thuế và cam kết tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng của đương kim tổng thống Donald Trump.